Xin chào cô chú chị, lại là em Nhân đẹp trai nói ra đây cô chú chị. Cuối video Nhân sẽ tiết lộ một điều bí mật về căn nhà này, về chủ nhà này cho cô chú chị mình biết nha. Còn bây giờ Nhân sẽ giới thiệu căn nhà này là diện tích ngang 4x12, xây dựng là một trệt, hai lầu và một tum nhân chú chị. Sổ hồng riêng có sẵn, mua bán là sẽ công chứng sang tên liền. Căn nhà này là của một anh thầu xây dựng. Trước đó anh đã làm hai căn xây bán rất thành công. Ảnh mới có gọi là động thổ, động móng thôi là anh đã bán rồi. Thì anh bán được hai căn đó, anh thấy ngon quá cho nên là tiếp tục xây thêm một căn nữa. Thì xây cái căn này vừa xây xong là coi như cái thời điểm mà đất nó chững lại và đi xuống luôn cho tới thời điểm này, và anh đang nhậm lại cho tới bây giờ vẫn chưa bán được. Mặc dù căn nhà thiết kế rất là đẹp, rất là dễ thương, bố trí bài bản công năng rất là tuyệt vời và hợp lý, nhưng mặc dù chỉ với một cái diện tích khá khiêm tốn là 4x12, thì cũng vì cái lý do là căn nhà của mình có 4x12, đâm ra rất là khó bán. Lúc trước á, ảnh làm những cái căn kia nó lớn hơn, một căn 414, một căn 416. Còn cái căn 412 này thì rất là nhiều khách vào xem rồi, thì khách nói thật sự là làm rất là đẹp, bố trí rất là hài hòa, đầy đủ công năng hết. Nhưng mà có một cái, nếu như mà nhà đông gia đình thì hợp lý là 4 phòng ngủ, nhưng không gian sống không có, tức là cái không gian mà để sinh hoạt á, nó không có được nhiều. Đâm ra là ai vô người ta cũng chê là ngắn. Thì căn nhà này nó chỉ phù hợp với khoảng hai gia đình, tức là ông bà, cha mẹ và hai vợ chồng, hai đứa con thôi. Nó còn nhiều hơn nữa thì đúng thật sự là chật nha cô chú chị. Chật là Nhân xin nhắc lại, chật không gian sống. Còn phòng ngủ mình lên tới 4 phòng ngủ lận, sinh hoạt thoải mái luôn, ok, ngon lành hết. Thì căn nhà này hồi lúc mà anh thầu này anh làm rất là kiên cố. Thứ nhất là móng ép cọc, mỗi một tim như vậy là hai cọc. Và những cái sắt mà sàn thường á, là người ta làm bằng sắt 6, sắt 8. Còn riêng căn này anh làm là sắt 10, và thậm chí là sắt 10 nhưng mà làm tới hai lớp, cho nên nó rất là cực kỳ kiên cố luôn. Và Nhân xin nhắc lại là căn nhà này của anh Thồng xây dựng, cho nên anh làm tất cả mọi vật tư vật liệu ở trong căn nhà này anh đều đầu tư với những cái vật tư hoàn thiện, vật tư thô đều là đồ tốt hết của chú chị. Cho nên là cái giá mà cái thời điểm đó những cái căn mà giống như cái căn của ảnh á, thì bán nó rơi vào tầm khoảng lúc đó nha, lúc thời điểm chốt nha, và lúc ảnh bán những căn trước đó, thì nó rơi vào tầm khoảng 2,8 tới 2,9 một căn nhà giống như thế này. Cái thời điểm mà đợt chốt có nhà bán rất là nhanh và hầu như không có hàng khó, không có hàng bán luôn chú chị. Mỗi lần mình ra một cái căn nhà mới là bán liền, thậm chí giống như là Nhân nói lúc nãy là chỉ cần là anh mới khởi công động móng thôi đã bán được rồi. Thì chỉ có cái căn này nó xui một cái là vừa làm xong thì nó trúng ngay cái chân cái đợt mà nó đứng, nó chững lại và nó xuống luôn đó. Đâm ra thì thời điểm hiện tại bây giờ là anh chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với cái giá là 2,650 triệu, tất cả giấy tờ thuế phí là bao hết cho cô chú chị mình luôn. Và quan trọng hơn là cô chú chị mình muốn vay ngân hàng thì anh chủ vẫn sẽ hỗ trợ. Quan trọng hơn nữa là giá cả vẫn còn thương lượng. Về cái vấn đề thương lượng như thế nào thì cô chú chị mình cứ trực tiếp liên hệ với anh chủ của căn nhà này ha. Như nãy giờ thì cô chú chị mình tham quan sơ bộ là nhà mình sẽ bao gồm có sân xe máy nè, phòng khách nè, phòng bếp nè, một toilet dưới, hai lầu trên thì 4 phòng ngủ và hai toilet riêng biệt. Lên sân thượng thì có một phòng thờ, phía sau là một cái phòng giặt phơi rất là lớn, và phía trước cũng có thêm một cái ban công cực kỳ đẹp nữa. Và Nhân nói tiếp nha, mừng cái khúc này ngừng lại xíu, nó bông rồi, trước anh trồng bây giờ chết hết rồi, tại vì nhà này năm trời rồi, nó trồng xong giờ chết hết. Và đặc biệt tiếp theo là căn nhà của mình đối diện trực diện qua công viên 7 cơ quan thế giới. Công viên 7 cơ quan thế giới là một trong những cái công viên rất là lớn và rất là nổi tiếng ở khu dân cư Cát Tường Vũ Sinh, xã Đức Lộc Hạ, Đức Hòa, Long An. Cô chú chị mình ưng căn nhà này thì cứ trực tiếp liên hệ với em để em dẫn xuống xem nhà thực tế, và giấy tờ sổ sách sẽ gặp anh chính chủ. Và cái điều mà bí mật hồi nãy em nói đầu tiên video đó, thì mai mốt cô chú chị mình có gì gặp anh chủ sẽ nói cho cô chú chị mình về bí mật của căn nhà này. Rồi, Nhân xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại một lần nữa.